Thay đổi phương án tác chiến, quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ và có lẽ trong suốt cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc được coi là quyết định khó khăn nhất, như chính ông cũng đã từng thừa nhận. Quyết định đó thể hiện tư duy quân sự sắc sảo, bản lĩnh của người cầm quân, nhưng đồng thời cũng là thể hiện sự thấm nhuần tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh về đánh chắc, thắng chắc, thể hiện tính nhân văn của một vị tướng, dĩ công vi thượng, luôn biết đề cao vai trò tập thể, kết hợp sức mạnh, tôn trọng ý kiến tập thể vì lợi ích chung. Ngày 12 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số cán bộ cùng đến sở chỉ huy, thì được biết phía ta và cố vấn Trung Quốc đã thống nhất vào ngày 20 tháng 1 với phương châm là đánh nhanh, giải quyết nhanh trong vòng 3 đêm 2 ngày. Lúc này, dù chưa đồng tình với cách đánh nhanh, nhưng tại hội nghị phổ biến nhiệm vụ, chỉ huy trưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn ân cần căn dặn mọi người để cán bộ biết phương hướng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ theo phương án và kế hoạch đã đề ra. Còn ông xác định cần tiếp tục suy nghĩ, nắm chắc tình hình thực tế hơn nữa và tìm thêm những yếu tố có thể dẫn đến thắng lợi bằng cách đánh nhanh, thắng nhanh hay không. Điều Đại tướng trăn trở không chỉ vì những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Chiến dịch này rất quan trọng, chỉ được đánh thắng, không chắc thắng thì không đánh, mà còn vì trách nhiệm trước xương máu của chiến sĩ. 3/4 lực lượng cơ động chiến lược của Bộ Thống soái đã dồn lên chiến trường. Nếu chiến dịch không thắng, hơn 4 đại đoàn chủ lực bị thương vong lớn, thì tiền đồ của cuộc kháng chiến sẽ ra sao? Vị thế của đoàn ngoại giao tại Geneva sẽ như thế nào? Sau này, những băn khoăn này được Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện trong hồi ký. Từ hội nghị Thầm Pùa cho khi pháo đã được đưa vào trận địa, đối với tôi là một thời gian rất dài. Nhiều đêm thao thức, suy tính, cân nhắc rất nhiều lần, vẫn chỉ tìm thấy rất ít yếu tố thắng lợi. Tôi căn dặn các phái viên đi nắm tình hình, thấy bất cứ điều gì đáng chú ý phải báo cáo kịp thời. Mọi người đều phản ánh tinh thần chuẩn bị chiến đấu cao, các cán bộ, chiến sĩ. Đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn nói với tôi trong quá trình chiến đấu, sẽ phải đột phá liên tục 3 lần mới vượt được trung tâm. Như vậy chỉ là sự tính toán công việc phải làm. Đại đoàn trưởng 308, tướng Vương Thừa Vũ đảm nhiệm mũi thọc sâu, hoàn toàn giữ im lặng. Sang ngày thứ 9, 2 ngày trước khi nổ súng, đồng chí Phạm Kiệt, cục phó, cục bảo vệ, theo dõi việc kéo pháo ở phía Tây, đề nghị gặp tôi qua điện thoại. Anh Kiệt nhận xét, pháo của ta đều đặt trên trận địa dã chiến, địa hình rất trống trải. Nếu bị phản pháo hoặc máy bay đánh, sẽ rất khó để tránh tổn thất. Một số pháo vẫn chưa kéo tới trận địa. Sau khi lùi thời gian mở chiến dịch đến ngày 25 tháng 1 năm 1954, rồi lùi thêm 2 ngày cho đến ngày 26 tháng 1 với lý do khó khăn trong việc kéo pháo ra vào, chưa đảm bảo sức khỏe. Sáng ngày 26 tháng 1, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã nêu rõ quyết định của mình tạm hoãn cuộc tiến công, kéo pháo ra, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại từ đầu để tránh thương vong và tiến hành phương châm đánh chắc, tiến chắc. Thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc được coi là sự kiện lịch sử nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp, điều mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. Trải qua vài giờ trao đổi với tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, cuối cùng tập thể đảng ủy tán thành với sự thay đổi này và nhất trí cho rằng thay đổi phương châm tác chiến là một quyết định rất lớn, là thể hiện sự quán triệt tư tưởng chỉ đạo chắc thắng của Trung ương. Và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Có thể thấy, những gì đã diễn ra ở Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa cho thấy hai yếu tố khiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp thành công trong việc cùng tập thể đi tới sự đồng thuận về cách đánh trong chiến dịch. Trước hết là trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, trước xương máu của chiến sĩ, và cũng đó là phương án và cách nghĩ sâu sát thực tế của Đại tướng, dùng thực tế mà thuyết phục tập thể tiếp nhận yêu cầu cao nhất, đó là đảm bảo đánh chắc, thắng chắc. Triển khai kế hoạch đánh chắc, tiến chắc với lực lượng dân công trên 260.000 người, bằng đủ loại phương tiện chuyên chở và quyết tâm cao hơn núi, ta đã khắc phục khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được, đảm bảo cung cấp vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men cho 50.000 bộ đội và hàng vạn dân công tại mặt trận,
mở hàng chục km đường để đưa pháo vào tận trận địa. Bước vào trận chiến, với 3 đợt tấn công, bộ đội ta đã đập tan toàn bộ cứ điểm Điện Biên Phủ, diệt, làm bị thương và bắt sống toàn bộ 16.000 quân địch đồn trú tại đây, đánh bại hình thức phòng ngự cao nhất của thực dân Pháp, đánh sụp ý chí tiếp tục chiến tranh đối với đối phương, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Geneva vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Đông Dương. Trải qua hơn 100 ngày ở mặt trận Điện Biên Phủ, cùng với toàn quân lập nên chiến công lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp không những đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước toàn đảng, toàn dân và toàn quân, mà còn để lại cho cán bộ, chiến sĩ và nhiều thế hệ mai sau những bài học sâu sắc về tư duy quân sự, ý chí tiến công và phong cách người làm tướng, trong đó có việc xử lý khéo léo, kiên quyết, chính xác mối quan hệ người đứng đầu chiến dịch với tập thể lãnh đạo mặt trận để lựa chọn cách đánh hiệu quả nhất cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.